về cắt ra là in. Thì in là tôi nói có những cái sao, cái sao này là không có mua được bằng in, thì tôi tự là làm mực luôn. Thì mua mỡ bò lon á, với dầu lửa, dầu ma rút á, về mới chầm một miếng tôn vậy nè, mới đốt cái đèn 2-3 tim cho to, nó cái lên khói, đấm mùi khói đó, cái cào mùi khói ra, trộn với mỡ bò thành mực in. Nó không đen nhưng mà nó hơi màu hơi vàng vàng tí vậy, nhưng mà coi cũng được chứ không có sao. Còn in á thì có lúc là không có giấy in vậy, có lúc là dây in giấy cu lia, mà giấy cu lia là rất là khó in, mà tay nghề cho cứng ta mới in được, mà sau đó tụi in cũng đạt yêu cầu đó. Rồi còn á là gửi thơ tay cho mấy chỉ huy, như hồi đó có thằng Đại Quý Trung là nó là đại đội 132, nó rất là ác ôn ở ngay Bầu Tre, phía qua khỏi thị trấn Củ Chi có chừng hơn cây số để có cái đồn đó. Nó rất là ác ôn, mà nó đi cái khu vực đó là nó đi moi hầm á, nó dắt nguyên đại đội nó đi moi hầm á, anh biết là nó khoanh ra một cái vùng cỡ chừng nửa mẫu đất vậy. Mỗi tên nó có một cây sâm bằng sắt cỡ chừng mét vậy, nó chia ra một tên về cỡ chừng mấy chục mét vuông, là moi đó nguyên một ngày moi cho được. Cho nên có những lúc tôi về là cứ ban ngày thì xuống hầm, còn ban đêm thì bung lên là hoạt động cho dân họ thấy cách mạng lúc ác luôn, ác liệt luôn, mà năm 69-70 là ác liệt dữ lắm. Thì cho dân họ thấy có mặt mình đó, họ còn tin tưởng, họ cho con em mà đi bộ đội rồi đó. Thì tụi tôi có lúc đó, có những lúc đó, đào hầm bí mật cái nắp hầm đem ra ngoài giữa đường xe bò, đường đất đó, đường xe bò họ đánh đi đó, thì đào ra đó cứ khuya đó thì chung xuống dưới, thì dân họ ra họ đậy nắp rồi ngụy trang đất cát lại, thì nó moi cái đường xe bò cát không, nó đâu có moi đó. Rồi có những lúc đó, thì xuống giếng, lặn xuống giếng đó, tức là mình đào hầm ở trên nhưng mà lặn xuống giếng mà trổ cái miệng lên là cái chỗ chung là nó nằm ở dưới nước thì nó cũng không biết, nhưng mà sau đó có chịu hầu rồi thì mình cũng phải làm cách khác. Sau đó ra đào là ngoài lề đường á, đường quốc lộ 2 á, đào hầm bí mật ngoài lề đường á, thì mấy chỗ đó nó đâu có ngoài, thì đào chỗ đó là đem cái nắp hầm ra trước, đào xuống khúc rồi gắn cái nắp hầm, trồng cỏ lên để đó, chừng nào cỏ mà nó tươi nó sẽ giống y như cái kia rồi á, bắt đầu ra mới dỡ nắp hầm lên, mới đào đó là cứ đào được bao đất nào thì đem vô dân họ cho giếng đổ, đổ giếng họ luôn. Thì nhờ đổ giếng mà không có giấu, chứ không làm sao giấu đất cái được. Thì như vậy là đào riết là chung ở dưới là xe tăng đồ nó tối đi tuần tra, nó chạy riêng trời riêng đào mình biết đâu. Thì có những cái trường hợp mà mình là những cái từ cái khó khăn á, chỗ ăn chỗ ở cho tới cái lúc mà khó khăn gì vật chất để làm cái vật dụng để tuyên truyền địch thì mình cũng tự là nghiên cứu ra mình làm. Rồi có những lúc á nó ác liệt, cái vùng đó là kêu vùng trắng, thì tôi cứ ra ở sát với Mỹ. Lúc mà tôi ở đóng cái căn cứ Mỹ đóng ở Đồng Chùa đó, cái căn cứ của nó chỗ đó là cái căn cứ pháo binh, thì cứ sớm mai thì nó đem xe đổ rác đi đổ, mà đi đổ chạy riết vô gần cách cái hầm tôi nằm cỡ chừng 300 mét à. Thì có những cái ông cán bộ trên rờ trên khu về đó, tôi dắt đi ra đó là sớm mai là ló đầu lên dòm thấy xe là quảng hồn quảng vía, nhưng mà mấy chỗ đó thì không sao, Ngụy nó không dám lại gần, không dám lại gần Mỹ, mà Mỹ nó cũng không dám cái đó, cái ranh giữa Ngụy với Mỹ nó không có, nó thành ra có những cái kẽ hở vậy mà mình
sống nó cũng bình yên. Và bác ở giữa đến nơi là giao thông ai. Vâng, rất là cảm ơn bác về cái câu chuyện hầm bí mật, thì đúng là thế hệ sau này thì ít biết đến thật, nghe nói sơ sơ vậy thôi, nhưng mà như bác tả tôi nói cái, tôi nói thêm cái này này, rồi có những cái lúc á thì ở dưới suối, suối mà cái bờ suối á, thì ai có ở vùng đó là biết cái suối á, hai bên là ruộng lúa, còn có cái suối đó bề ngang cỡ chừng có chỗ chừng 2 mét 3 mét trở lại, rồi cái bờ nó bề ngang cái bờ cỡ chừng mét hơn mét, rồi đào cái hầm trên cái bờ, đào cái hầm xuống dưới nhỏ tí à, là nếu mà ai mà xuống chung vô trong rồi á thì cái người ngồi ngoài á thì chỉ có lên thì người trong mới mới lên được, chứ còn người ngoài ngồi đó thì người trong không có làm sao lên được. Rồi cua rồi nó đùng nó moi hang rồi đó, là có bữa nó đánh điểm tụi tôi là lính nó moi được cái hầm, bị mấy ông này để nó lộ xuống moi cái hầm rồi á, cái chuyện nó đi lục mà nó la rừng trời rừng đất, tôi nói nó đi dưới lòng suối á, tôi ngồi trong cái hầm mà cỡ thò tay ra nắm cái đầu gối, đụng cái đầu gối nó vậy, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không sao. Bác Hùng ơi, bác quê ở đâu vậy? Dạ. Bác quê ở đâu vậy? Tôi của người Củ Chi. Thế là bác là người Củ Chi. Vâng, tôi á. Và ở xã Thái Mỹ. Dạ. Xã Thái Mỹ Củ Chi. Rồi đi kêu đi Tân Binh đó. Thì vô ngay trạm giao liên nằm đó là chờ là ai á, là thiếu quân thiếu gì, thiếu cái gì đó thì người ta lại người ta đưa mình về đơn vị đó. Thì tôi về đó là cái ban binh vận đang thiếu người, thiếu cái người mà làm thư ký đánh máy rồi để văn phòng á, thì thấy tôi cũng có được chút văn hóa chút, thì hồi đó tôi được tài một quá, rồi cái ông cán bộ là ở đó mới đem xe đạp tới đó chở tôi về. Về đó là đầu tiên á thì ở đó làm bảo vệ, làm nhâm hồng, làm bảo vệ, phát cho cây súng, mà cây súng đó là mình hồi nào giờ học sinh đi về mà đâu có biết, chưa có biết bắn nữa, nhưng mà gieo anh em chỉ qua lo theo cây súng, kêu tầm sông kít đó, tầm sông đứt hồi đó cái bằng đạn thẳng băng dai vậy nè, cái viên đạn nào nó lớn vậy nè, thì chỗ đó là đầu tiên ở chỗ đó là cái trại tù binh, trại đó là không phải mình ấy mà đem cái số anh em mà bắt được chỉ số ra hàng ra, cũng như nó bỏ ngủ nó ra với mình đó, đem gì đó để mà giáo dục, thì mấy ông cán bộ giáo dục tối mình ở đó giữ thôi, tối cho nó xuống hầm sợ pháo bắn hầm, rồi còn anh em mình thì găng giọng dầm dầm cái hầm đó ngủ, mà nó cũng không có cầm cái gì hết trơn á, phiêu lưu dữ lắm, rồi ngủ cứ để cái súng bụng ngủ cái súng nó giảm rồi để cái súng bụng thôi vậy. Cảm ơn bác. Câu chuyện của bác Hùng thì được diễn ra ngay trên đất Củ Chi, cách Sài Gòn chỉ khoảng 50 km, và cách Sài Gòn chỉ khoảng 50 km nhưng lại là một cái không, nó học tới 50 đâu, nếu mà nó đứng đường chim bay á thì cỡ chừng ngay cái chỗ mà cái căn cứ của mình á, đường chim bay á, cách Sài Gòn chắc cũng 30 cây hả? Dạ. Nhưng mà mình 50 đi là năm cút cuối cái huyện cả mới 50. Mình đi thì cũng 50 cây đấy ạ. Dạ. Thế và một cái vùng như thế ngay tại thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, ngay cạnh nách 50 cây thôi, nhưng mà có cả một cái căn cứ như vậy, và như bác mình chia sẻ thì những tù binh, hàng binh Việt Nam Cộng Hòa được giữ tại đấy, và họ được đưa xuống hầm, được giáo dục, học tập và đưa xuống hầm để tránh pháo, nhưng mà không có chói, không có cùng, thì có thể thấy là một cái sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Xin rất là cảm ơn bác Hùng. Em xin thay mặt cho tác giả Trần Ngọc Phú và cũng là nguyện vọng của bác, xin tặng bác cuốn Từ Biên Giới Tây Nam Đến Đất Chùa Tháp, và xin chúc bác có sức khỏe cùng với gia đình
đạt được mọi nguyện vọng. Và cũng có thể là qua cái video clip này thì bác sẽ gặp được những đồng đội của mình, của đơn vị binh vận ngày nào ở Củ Chi, đúng không bác nhỉ? Chung cái binh vận ở Củ Chi thì nếu nói ra đó nó có ác liệt tới cái mức đó. Cái lúc mà tôi mới vô đơn vị á, thì đơn vị tôi có khoảng chừng 20 người, rồi cứ chết người này bổ sung người khác. Thì tới ngày giải phóng á, thì cũng tổng cộng có trước có sau á, nếu mà theo danh sách á, cũng khoảng gần 40 người, ba mấy người. Thì tới ngày giải phóng còn khoảng 5 người, còn chết nhiều cách. Mà đa số là vết chết trái gài của ta chứ không phải của địch. Còn á, chết với địch á, thì pháo, bom, đồ lọc, ổ kích, nói chung là cũng nhiều dạng. Nhưng mà nhiều người thì chết, như ngay đơn vị tôi là chết trước mặt tôi là hai người là chết trái gài. Đi từ ở cứ về với vùng yếu, lúc đó là đánh ác liệt quá, cứ thấy chỗ nào ổn là về thôi. Rồi đi là bữa đó là khoảng tháng 3 âm lịch, trời có trăng, mà bữa đó trời mưa rắc mà phải hộp rồi nó rổ mặt đường. Đi tôi đi trước, tôi dắt đi tới cái đường từ cái Ba Sòng băng về Đồng Lớn. Tới cái đường tôi mới quẹo theo cái đường, tôi nhớ cái đường đi xuống đi ruộng. Tôi quẹo đi khúc cái tôi thấy trật cái đường. Mà trật thì không dám đi, sợ trái gà lắm. Cái tôi nói đường này trật, thôi tôi quanh lại đi khúc nữa, cũng cỡ 500 mét nữa. Cái tôi thấy cái đường mà tôi quẹo xuống nữa, bị cái đó. Trong vòng chừng nửa tháng mà không có đi, là cái cảnh giác nó lạ. Bom đạn rồi cây tre đồ nó ngã rồi, cái chỗ trong lúc mình đi trước thì thấy nó rầm, nhưng mà cái bữa đó thì cây nó lại trống lấp, không biết đâu mà lần hết. Tôi mới quẹo xuống nữa, tôi đi khúc và tôi nói đường này trật nữa. Thì cái thằng đi bảo vệ nó nói tôi, nó cây là nó trật cái cũng đi, nói vậy. Tôi nói thì đi dùng ơn mấy ông nó dở cái chân cho cao lên rồi bước xuống đó. Thì nhúng cái rồi bước nha, bị sợ lắm. Gài trái hầm sụp đó. Đào cái ọc ngay giữa đường mòn đi nè, cái dân cái sợi dây cột cái chốt trái đây nó nguy ra đây mình đi không phải sợi dây cho nên dở chân cao lên không sợ dướng, nhưng mà đạp cái hàm sụp. Thì vậy là tôi đi trước, tôi đi qua cái tới cái đứa đi kế tôi thì nó đá cái trái, mà nó đá cái trái thì không phải là cái trái gài mà trái ném, cho nên nó là mấy giây nó mới nổ. Thì tôi đi qua khoảng cách cỡ chừng 8-9 mét, 10 mét gì đó. Thì cái thằng đi kế đó cách tôi cũng có chừng 3-4 mét. Thì cái thằng đi thứ ba đó là vừa tới ngay cái trái nổ. Thì thằng đi thứ tư đó, là ở sau cách 3-4 mét. Thì vậy là cái tôi nghe nổ, cái tôi nghe xuống tôi. Cái tôi coi lại là không phải phục kích. Tôi mới hỏi có làm sao không. Cái tôi quanh lại thì cái cậu mà bị trúng á, lớn hơn tôi hầu đó cỡ chừng 45-47 kg à, nhỏ lắm. Còn cái cậu kia thì cao cũng cỡ 1m7 đó, mà chắc hầu đó cũng cỡ 55-60 kg. Thì tôi mới té nó nằm ngửa lên vậy nè, mà tôi thấy máu sao mà quá trời đất, mà mò bứt cái áo ra mò không đụng nó, mới mò mới dưới lưng đụng cái lỗ lớn vậy, máu ập ra. Cái tôi lấy bằng cái nhân tôi nhét vô, tôi băng là thì mới nhét vô cái là hứa cái là chết cái tay tôi mà. Thì tôi mới hỏi chứ gì có đứa nào sao nữa không. Hai ông kia nói tôi bị thương anh ơi, em bị thương anh ơi. Cái tôi hỏi giờ bị thương còn đi được không, nó nói được. Tôi nói sao đi được, tranh thủ đi trước đi chứ để hơi với thương thấm, đi không được là tôi không biết làm sao tôi giải quyết á.
cái hai ông mới dắt đi về Đồng Lớn, nhà cách đó cũng khoảng 3 cây số, hơn 3 cây. Cái tôi ở đó tôi mới tìm du kích đặng chôn cái anh này, mà đi tìm đi riết rồi gặp là vô chỗ du kích nó ở đó thì còn có một người thôi, thì anh em đi công tác hết rồi. Rồi mới nó nói tôi, nó nói thôi giờ tôi lên Mã trước, tôi coi kiếm cuốc rồi lên đó tôi đào, rồi anh đem anh nó lên đi. Mà tôi xuống á, nói thiệt với một mình tôi á là chết rồi, là lâu rồi, là mọi người chết là không có làm sao giác nổi đó. Mà tôi cứ tôi dựng dậy rồi tôi kê nó lên cái vai tôi á, là tôi nắm hai tay tôi đứng lên thì tụt xuống, mà làm riết đã thèm rồi cuối cùng cũng được đi có chừng 50 mét, cái anh tụt xuống lần nữa, mà làm riết là tới đi từ chỗ đó lên tới Đồng Mã cũng khoảng 300 mét, riết là cũng đem lên tới đó. Lên tới đó gặp cái cậu du kích đó, nói tôi ra chỗ cái Đồng Mã đó đó thì cứ anh em này chết đó, chôn thì đào cái hầm kế bên lấy đá cái đắp cái mộ, thì chỗ đó nó cũng trũng được cũng cỡ 5 tấc 6 tấc rồi, mà phải đào thêm thì lại đó là mới gói ghém lấy ni lông dẫn rồi này kia bó lại rồi thì mới để xuống cái pháo bắn. Pháo bắn tôi với cậu du kích kia mà trèo lên nằm trên xác nó đằng nấp pháo à, mình được hay là hơn là pháo bắn qua khỏi mình, khỏi mình có chuyện vài chục mét à, thì nó khỏi mình cho nên mà vẫn nó bay dù kia mình ở mấy nay không có sao, không có miếng nào quay lại đâu. Thì hai rồi nó nói du kích nói tôi, nó nói giờ đã cứng lắm rồi mà đào không thể nào đào nổi hết á, thì giờ anh để đây á, lắp tạm là đi, rồi ngày mai tôi quy động anh em là chung đàng hoàng lại. Rồi tôi lúc đó tôi mới về bên này, về bên chỗ căn cứ tôi á, thì hoàn toàn là cái cảnh kêu bằng là tan hoang, không có một cái bóng người nào hết. Ở đó là ở chung với gia đình của anh Bảy đó, thì dân đó, anh ở đó anh bám trụ của tôi đó, rồi về đó là không có cơ quan nào cũng không có hết trơn, rồi cơ quan tôi thì cũng không có ai hết. Rồi về đó, tôi về đó thì gặp hai ông lính tôi chung vô hàm nằm đó. Tôi về mà chung quanh nó là đất trống, nó thả cái trái cây cái bột vàng vàng á, ai trong đó biết là nó thả là thùng cỡ 100 lít 100 lít cũng như thùng phi vậy đó, nó thả dài ngoài đất, cứ mỗi lần gió cái là mình ra chịu không nổi vậy. Trái cây thả xuống nó bể cái thùng, nó văng ra tứa đổ xuống, rồi từ từ mới gom lại đào chôn chứ đâu biết làm sao. Thì cái cảnh hồi đó nó ác liệt mà giờ nó đúng ra kể không biết sao cho hết, mà những người trong cuộc á thì nói qua là ta biết sao rồi, còn người mà chưa có gặp trường hợp đó thì nó đúng ra cũng không hình dung nổi. Dạ, xin cảm ơn bác ạ, và xin nhận bác nhận cuốn sách. Tôi coi cái cuốn này mà nhất là chị Yến đọc thì tôi rất là kết nhưng đọc rất là dễ nghe mà anh Phú anh viết cái này á thì tôi thấy rất là trung thực. Mình cũng như dù chiến tranh nó ở dưới đất dưới này chống Mỹ nó có khác chống giới chút, nhưng mà cái ác liệt á tôi thấy nó cũng là tương đương nhau so với Củ Chi á, chứ chỗ khác tôi không biết sao, mà so với cái trong cái cuốn này với lại cái tình hình Củ Chi nó cũng gần giống nhau, rồi anh em là có lúc dày lúc khác hay nó cũng y vậy. Nhà cảm ơn nha. Cảm ơn bác, cho bác sức khỏe.